chương 3661 phá cảnh. Kim đạo diễn hóa hoàn thành, Triệt để tiến vào viên mãn chi cảnh. Giữa thiên địa kim thuộc tính quy tắc, điên cuồng hướng Trương Nhược Trần hội tụ, mảnh tinh vực này tất cả thần linh đều có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc lưu động không tầm thường. Thiếu Dương Thần Sơn giống như hoàng kim rèn đúc mà thành, hùng vĩ mà cao lớn, trong đó ngưng tụ thành thần sơn chủ thể quy tắc kiếm đạo quy tắc cùng quyền đạo quy tắc thoát biến lớn nhất. Trương Nhược Trần kiếm đạo tạo nghệ cùng quyền đạo tạo nghệ. Nâng cao một bước, ngộ đến kiếm 21 một tia huyền diệu. Bất động minh vương quyền cũng có cảm ngộ mới. Kim đạo nhất là tăng lên nhục thân. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể lực lượng tăng cường một mảng lớn. Kim đạo viên mãn cùng thổ đạo, tại Thiếu Dương Thần Sơn cùng thần cảnh thế giới ở giữa lưu động. Lại kéo theo ba nhánh ngũ hành khác cùng một chỗ vận chuyển. Tu vi cảnh giới bước vào cấp độ mới, vậy mà phá cảnh. Mộ Dung Thái Lai cảm nhận được Trương Nhược Trần khí tức biến hóa. Trong lòng nghiêm nghị, càng cảm thấy nam tử trước mắt này yêu nghiệt, cái này so với lời đồn đại càng đáng sợ. Bên trong tinh cầu mảnh tinh vực này, nhận ảnh hưởng Trương Nhược Trần khí tức, toàn bộ đều tại kim loại hóa. Đồng thời cải biến vận chuyển quỹ tích, hướng hắn bay đi, lại đến, Trương Nhược Trần chiến đến đã nghiền, tay phải dẫn theo địa đỉnh chân vạc nện xuống. Bản nguyên thần quang sáng lạn, lực lượng hùng tráng khỏe khoắn. Mộ dung thái lai nào còn dám tay không đi đón. Một cây kim sắc phất trần. Xuất hiện đến trong tay hắn. Phất trần từng sợi ngân sắc. Dùng tóc thủy tổ luyện chế mà thành. Đây là vô cấu phất trần. Là mộ dung gia tộc truyền thế thần khí. Là ngày xưa bất hoặc thủy tổ luyện chế. soạt mộ dung thái lai vung đánh phất trần. Ngân quang vẩy xuống ngàn vạn. Lấy nhu thắng cương thủ đoạn. Đem địa đỉnh hùng hồn lực lượng bạo phát đi ra dẫn tới tứ phương. Lập tức, thiên địa dung mạnh. Bên ngoài Trương Nhược Trần cùng mộ dung thái lai vòng chiến. Không gian không ngừng đổ sụp, lan trang ra nơi xa. Mộ dung thái lai kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào lão đảo. Phát giác được Trương Nhược Trần hung hãn, nhục thân lực lượng kinh khủng, huyết khí tràn đầy giống như thể nội chứa đại giang đại hải. Đặc biệt là tại bên trong khoảng cách gần giao phong, mượn cửu đỉnh nặng nề, chiến lực càng bá đảo, đem hắn cái này chư thiên khí thế đều đè ép một đầu. Mộ dung thái lai chân đạp tường vân đạp phá hư không, muốn kéo ra cùng Trương Nhược Trần khoảng cách, không muốn cùng hắn khoảng cách gần cứng đối cứng. Mộ Dung Thái Lai, người muốn trốn nơi nào? Trương Nhược Trần đuổi sát theo. Mộ Dung Thái Lai tức giận đến nhanh thổ huyết, chỉ là muốn cải biến chiến thuật mà thôi. Làm sao biến thành chạy trốn? Đường đường chư thiên không muốn mặt mũi sao? Rất nhiều thần linh đều tại trông về phía xa đâu. Không đợi mộ dung thái lai phiền muộn. Liền cảm nhận được một cỗ kình phong. Từ phía sau vọt tới là hồng đỉnh, hồng đỉnh tàn mát ra chân lý thần quang. Vu văn tại thân đỉnh chung quanh phi hành, đã đến tại sau lưng của hắn, mộ dung thái lai lập tức ý thức được mình tính sai. Trương Nhược Trần là thời không trưởng khống giả, lại có không gian thần điện đại lượng không gian áo nghĩa. Muốn hất ra hắn, kéo dài khoảng cách, nói nghe thì dễ sao. Quang kính vô biên, chiếu dọi nhật nguyệt, mộ dung thái lai quay người, thì triển ra một loại cường đại thần thông, dùng vô cấu phất trần trước người vẽ ra một đảo ánh sáng sáng tỏ kính, như minh nguyệt chiếu trên không. Thần lực gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hồng đỉnh đánh trúng quang kính, đúng là bị xa vào, chưa thể đem đánh vỡ. Trương Nhược Trần thầm giật mình, chư thiên quả thật cao minh, tiện tay một chiêu thần thông, vậy mà chặn cửu đỉnh, lại đến, Trương Nhược Trần dẫn động hướng mình bay tới từng khỏa tinh cầu. Như là mưa sao băng, cùng nhau đánh trúng quang kính, ẩm ẩm, quang kính bị phá ra mảnh vỡ ngôi sao bay đầy trời. Nhưng mộ dung thái lai cũng đã lui đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Thần đứng tại bên trong hư vô thế giới. Mượn hư vô thế giới lực lượng áp chế Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn. Trương Nhược Trần một trường đánh vào bên trên thân hồng đỉnh. Mắt đồng xoay tròn, bắn ra một đạo chân lý trùm sáng. Cùng lúc đó, hồng đỉnh bay về phía trên, diễn hóa ra hồng hoang thế giới. Từ trên xuống dưới hướng mộ dung thái lai chấn áp. Mộ Dung Thái Lai kích phát áo nghĩa chi lực, dẫn thiên địa quy tắc, mượn vũ trụ chi khí, quanh người xuất hiện một mảnh hỗn độn thần quang. Quy tắc thần văn như là thần liên xoay quấn, hình thành phòng ngự, lại ngăn trở chân lý thần quang. Sơn Hà đạo, thần tiêu lôi, theo đạo pháp thi triển, Mộ Dung Thái Lai đỉnh đầu, xuất hiện một đầu ngang qua Nam Bắc sơn lĩnh, dài tới mấy triệu dặm, lại xuất hiện một đầu vũ trụ trường hà, quay chung quanh sơn lĩnh mà chảy. Tiếp theo là đầu thứ hai sơn lĩnh đầu thứ hai trường hà, vô số sơn hà tại đỉnh đầu hắn hội tụ, thần tiêu lôi đình xuyên qua ở giữa, cùng chấn áp xuống hồng đỉnh cùng hồng hoang thế giới đối kháng. Trận này đấu pháp, tác động đến càng ngày càng rộng, rung động tất cả tu sĩ đi vào mảnh tinh vực này. Một tôn lại một vị thần vương thần tôn đuổi đến, từng cái đều là thiên đình danh túc, là cường giới chi chủ, thanh danh hiển hách, đây là muốn nghịch thiên A, nhược trần đại trưởng lão vậy mà tại cùng Thái Lai thiên đấu pháp làm cho Thái Lai Thiên dùng ra thần khí cùng áo nghĩa. Đây là tại toàn lực ứng phó nghênh chiến. Xem ra, nhược trần giới tôn tự hồ còn chiếm được thượng phong. Cửu đỉnh đưa ra hai. Bất quá là bằng vào địa đỉnh cùng hồng đỉnh cái này hai kiện vô thượng chiến bảo mới chiếm thượng phong. Có đúng không, cho ngươi địa đỉnh cùng hồng đỉnh, ngươi dám khiêu chiến chư thiên sao? Sợ là tùy tiện một vị đại tự tại vô lượng xuất thủ Liền có thể đem hai đỉnh cướp đi thừa nhận nhược trần giới tôn cường đại có khó như vậy sao các ngươi mộ dung gia tộc tu sĩ liền bực này lòng dạ sao chư thần nhiệt nghị đồng thời lập tức đem tin tức truyền đi cho tới nay thiên đình liền có hai thanh âm trong đó một phái cho rằng trương nhược trần thực lực còn nghi vấn chiến tích không đáng tin hoàn toàn có rất nhiều cường điệu một phái khác cho rằng trương nhược trần tu vi thâm bất khả chắc rất nhiều át chủ bài thủ đoạn đều không có hiển lộ qua trận chiến ngày hôm nay, liền có không ít thần linh cho rằng. Là mộ dung thái lai thăm dò ra trương nhược trần chân thực thực lực. Chiến lược phách tuyệt, không thua chư thiên, phong tộc một vị thần tôn vượt qua lỗ sâu không gian mà đến. Không rõ ràng cho lắm. Hỏi, đây là tình huống như thế nào? Thái lai thiên làm sao cùng trương nhược trần đấu? Nhị ra ra, phong nham ra nghênh đón. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hướng giảng thuật toàn bộ câu chuyện trong đó. Chư thiên chi chiến tạo thành ảnh hưởng không thể coi thường, đặc biệt vẫn là phát sinh ở nội địa Thiên Đình vũ trụ. Theo lý thuyết, coi như Thiên Tôn không ra mặt can thiệp, Phương Đông vũ trụ cùng Phương Tây vũ trụ chúa tể thế giới Chư Thiên cũng muốn ra mặt ngăn lại. Nhưng, cổ quái chính là, bản cổ giới đệ nhất nhân bản nguyên cổ thần, Thiên Đường giới lưỡng thiên quang minh thần điện điện chủ cùng Thương Thiên, đều không có hiện thân, ngay tại từng cái tinh vực thần linh, đều đang suy đoán nguyên nhân trong đó thời điểm, một đạo cửu thải thủy tổ thần quang, vạch phá thiên đình, đánh xuyên không gian vũ trụ, kiếp tôn giả thần âm, từ phía trên đình truyền đến, mộ dung thái lai ngươi cái này vô sỉ hạ lưu ra chày gỗ. Đường đường chư thiên, thế mà xuất thủ khi dễ một tên tiểu bối, thật coi ta trương gia không người, kiếp tôn giả chân thân chưa đến, thần quang hình chiếu trước một bước rơi xuống mảnh tinh vực này. Thấy rõ chiến trường trạng thái sau, kiếp tôn giả sừng sốt. Nào nghĩ tới Trương Nhược Trần cường hãn như vậy. Mượn địa đỉnh cùng hồng đỉnh thế mà cùng mộ dung thái lai đánh cho băng thiên địa diệt. Đây là bị khi dễ sao. Cái này toàn vẹn chính là muốn dẫm lên uy nghiêm mộ dung thái lai. Kiếp tôn giả từ bỏ ý nghĩ chân thân chạy đến. Hò khan hai tiếng, diễu cật nói, đường đường chư thiên, thế mà bị ta trương ra một tên tiểu bối đè xuống đất đánh. Thực lực thế này, nếu không phải cho mượn mộ dung gia tộc thế sợ là không cách nào xếp vào chư thiên. Mộ dung thái lai tâm cảnh kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng nghe đến lời này, suýt nữa bạo nổ, mình nào có bị trương nhược trần đè xuống đất đánh sao? Lời này cũng có thể tùy tiện nói. Nếu là truyền đi, hắn còn muốn mặt mũi sao? Trường kiếp cái này lão hỗn đản, so trương nhược trần đáng hận hơn. Nho nhỏ mộ dung, buồn cười buồn cười, hôm nay xấu hổ cùng ngươi đặt song song thiên vị. Kiếp tôn giả nói, trương nhược trần truyền âm người như rất nhàn, nhanh đi chợ Long Thúc chấn áp mộ dung hoàn, không thể để cho hắn chạy trốn, ta có bao nhiêu hư, người không biết sao, há có thể tùy tiện ra tay, kiếp tôn giả khí khái hào hùng, tiếp theo lại nói, không cần lo lắng, tại nội địa thiên đình vũ trụ, hắn trốn không thoát, hai vị nên dừng tay, tình không bên trong, xuất hiện một cái đường kính ức dặm ngũ sắc vòng sáng, đen, thanh, đỏ, hoàng. Bạch năm loại sắc thái lưu động đem trương nhược trần cùng mộ dung thái lai cưỡng ép tách ra kéo xuống vòng sáng hai đầu nam bắc ngũ hành quan quán chủ đứng tại vòng sáng trung tâm trong tay dẫn theo sắc mặt tái nhợt mộ dung hoàn theo ngũ hành quan quán chủ đuổi tới trương nhược trần rõ ràng cảm giác được thể nội ngũ hành quy tắc cùng ngũ hành chi khí trở nên lắng lại rất khó vận chuyển giờ khác này rốt cục ý thức được đại tự tại vô lượng cùng bất diệt vô lượng tranh lệch trước kia tu vi cảnh giới không đủ cao căn bản lý giải không đến. Trương Nhược Trần thu hồi địa đỉnh cùng hồng đỉnh, trực tiếp rút đi, kiếp tôn giả thần quang hình chiếu đuổi theo. Vẻ mặt nghiêm túc, nói, Trương Nhược Trần, người sẽ có đại hỏa, có ý tứ gì? Trương Nhược Trần hỏi, kiếp tôn giả đáp, một mình ngươi nắm giữ lấy cửu đỉnh thứ hai. Đây chính là họa nguyên, người cho rằng mình một trận chiến này rất phong quang. Sai, người trong thiên hạ sẽ chỉ cho rằng là cửu đỉnh lợi hại. Những cái kia chư thiên. Bất Diệt tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động, sẽ dùng ra các loại thủ đoạn đối phó ngươi, cướp đoạt hai đỉnh, đem Địa đỉnh cùng Hồng đỉnh giao cho ta đi. Lão tổ thay ngươi đảm bảo, tất nhiên có thể vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nhìn chằm chằm hắn, kiếp tôn giả thẹn quá hóa giận, nói: "Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta sẽ còn có ý đồ ngươi Địa đỉnh cùng Hồng đỉnh sao? Chờ ngươi phá cảnh bất diệt, khẳng định trả lại ngươi." Lúc trước ngươi nói ta tu vi đạt tới cảnh giới gì? Đem Ngọc Hoàng đỉnh cho ta, ta có chút không nhớ rõ. Trương Nhược Trần hỏi, kiếp tôn giả mặt mo đỏ ửng. Đáp, Ngọc Hoàng đỉnh là đại tôn di lưu chi vật, ta chính là trương gia đệ nhất cường giả. Theo lý nên do ta đảm bảo, có liên quan gì tới ngươi? Ai là trương gia đệ nhất cường giả? Người đó liền có thể chấp trường. Trương Nhược Trần hỏi ra lời này lúc, kiếp tôn giả đã tán đi thần quang hình chiếu biến mất không thấy gì nữa lòng chủ cùng trương nhược trần hội hợp ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn nói quán chủ đáng giá tín nại mộ dung hoàn rơi vào trong tay hắn chỉ cần có dấu bí mật liền nhất định có thể móc ra ngũ hành quan ta tất nhiên sẽ đi bái phỏng về trước thiên đình thừa dịp ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm bên này cầm xuống thời gian thần điện trương nhược trần nghĩ đến cái gì nói đến lúc đó Long thúc có thể nhập đồng hồ nhật quỹ tu hành. Liền mời chân lý điện chủ hỗ trợ che giấu thiên cơ. Kinh lịch hồn giới chiến dịch, trương nhược trần đối chân lý điện chủ nhận biết lại tăng lên một tầng. Cảm thấy có thể đem đồng hồ nhật quỹ bí mật cùng chia sẻ. Có A phù nhã sớm xuất thủ, lại có chân lý điện chủ. Xích hà phi tiên cốc cốc chủ âm thầm ủng hộ, trương nhược trần tiến quân thần tốc, không có tao ngộ bất luận cái gì ra dáng chống cự. Liền cầm xuống thời gian thần điện. Mà trận này từ hồn giới đến kim trục tinh, lại đến thời gian thần điện tiếp sau ảnh hưởng, bên trong còn đang ấp ủ lên men, một kiện lại một kiện đại sự, chính như kinh thiên hải khiếu, kích thích thiên đình vũ trụ thế lực khắp nơi, thậm chí trong thời gian cực ngắn, truyền đến địa ngục giới vũ trụ. Hết chương 3661 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.